Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong clip lần này. Khởi đầu trận đấu thì anh em đang thấy một lõi công nghệ khuyến mãi kinh nghiệm mọi người nha. Và lượng vàng của mình thì đang ở mốc 49. Vì tướng 5 vàng mình được lựa chọn khởi đầu là một con Udi. Udi. Udi là ủi đi đó ha. Ủi đi. Mọi người đang có ý tưởng gì hãy comment ở dưới nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thành ý tưởng đó cho mọi người xem. Ui, Ahri 3 sao, lại cầm thêm một quả sâu zin và một quyền trượng cơ à? Lissandra nữa. Khéo mình oảng quá. Mình khi mà chơi là cái lõi công nghệ, chính là không có ai kinh nghiệm thì mình vẫn thích là chuỗi thắng hơn. Nhưng mà không ổn rồi, Anie Lissandra này thì làm sao mà đấm được. Kaelin ơi! Ui, tiếc ghê trời luôn á. Không sao, mình sẽ bán luôn này đi. Tính bắt cháu gát lại mà. Mình cũng đang có thêm cao cường nữa nha. Cao cường nữa, một cái hệ đó chính là có XP. Nhưng mà với lõi cao cường này thì nó phải có thêm một cái lõi cộng dồn mà nữa thì mới ngon được. Level 5 nửa cây. Combo huyền thoại đấy anh em biết rồi. Đó chính là khuyến mãi kinh nghiệm và quý phòng hộ. Là hai combo là siêu đẹp đi với nhau luôn. Mình thì vẫn đang kỳ vọng điều đó xảy ra thôi. Sắp tới đây thì sẽ có một cái chế độ mới ra mọi người nhá. Chế độ này nó có tên đó chính là sự kiện của TFT mọi người. Sự kiện sinh nhật 5 năm của TFT. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm ngày 12 tháng 6 mọi người ạ. 12 tháng 6 sẽ ra sự kiện đó nha. Và với sự kiện sinh nhật của TFT thì cũng có thêm một cái chế độ chơi mới nữa, cũng khá là hay. Thú vị. Cao cường này. Cao cường này mình thấy đi với heo đất thiên liêng sẽ hấp dẫn hơn. Rồi. Level 6, ui, level 7 luôn rồi ha. Ui, lại vàng tiếp này, ngon thế. Có khi nào nhờ, từ từ xem nào, có khi nào nó sẽ ra cho mình quả combo 3.1 level 7 luôn nha. Nhưng mà ý là mình đang bảo là đã có khi nào game nó sẽ độ cho mình quả combo kiểu như là xoay bài tự động không nhờ. Nếu bây giờ ra xoay bài cũng ngon, bởi vì mình đang có tổng cộng 1, 2 và 3 tướng 4 vàng mọi người nhá. 3 tướng 4 vàng luôn, cũng là một cái gì đó ngon đấy chứ. À, quên thông báo mọi người là sắp tới đây mình sẽ bắt đầu gọi là làm những clip gắn cam luôn nha. Đó, mình sẽ làm những clip mình gắn gọi là sao ta gắn webcam mà luôn, để cho có một cái sự tương tác với anh em nhiều hơn nha. Dự định sắp tới, nói chung là mình dự định cái này làm nhiều rồi nhưng mà chưa làm được ấy, thì bây giờ mình sẽ làm về điều đó, đó chính là gắn cam vào mỗi clip để nó sẽ có sự tương tác nhiều hơn. Do đợt trước thì cũng gắn cam mấy lần rồi mà gắn cam xong nhiều ông bảo anh ơi đừng gắn cam nữa, nhìn mặt anh nhìn xấu quá, em xem video không có được. Trời ơi, ông nói thế thì chết tôi rồi, tôi được mệnh danh là hot boy của xóm đó. Ngân sách cân bằng à? Rồi, mình sẽ lựa chọn ngân sách cân bằng luôn nha. Bú luôn vào ngân sách cân bằng nào. Vậy là mình đang có hai combo, một là khuyến mãi kinh nghiệm và thứ hai nữa là cộng thêm vàng.
Ngày xưa ở không phải ngày xưa mà ở những mùa trước thì còn có kiểu là cái ngân sách cân bằng này là loại kim cương cơ. Trận đấu đấy cũng hấp dẫn, combo hấp dẫn thực sự luôn. Vàng nhiều vô kể. 92 máu, top 7 này. Cây le à? Ông này chơi cây le kiểu là hai loại nữa. Mình thích chơi cây le kiểu là một một hệ thôi, một là xanh, hai là đỏ. Chứ không thích kiểu là dở dở ương lắm. Và round này thì Volibear à, Uri móc thua rồi. Caitlyn nó sẽ bắn vào ai đây? Thua rồi mọi người. Mấy nay thì cũng đám cưới con em gái mọi người, nhưng mà sau ngày hôm nay thì đã xong xuôi hết công mọi công việc rồi, cũng một đám cưới tương đối thành công. Trên người cô dâu sương sương kiểu là cũng được gọi là vài cây vàng. Ba chấm ba level 8 luôn nha. Gắt chưa? Nó phải gọi là gắt ối dồi ôi luôn ấy. Móc lốp đi. Bởi vì theo như mình thấy, ví dụ như kiểu mình khi mình mà kiểu là làm clip ấy, mà gắn cam vào ấy, thì đôi lúc khi mà mình không nói chuyện nhiều thì mọi người cũng sẽ thấy được cái biểu cảm khuôn mặt của mình thì sẽ dễ thương hơn, đúng không? Đấy. Chứ nhiều khi nói nhiều quá thì cũng không ok, mà thay vì thế không nói thì mình sẽ để im khuôn mặt của mình và biến gọi là diễn tả cảm xúc ha. Loại quấy mà cho của quỹ phòng hộ thì đúng là xin game luôn mọi người ạ. Loại quấy ra quỹ 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 phòng hộ là xin game luôn nha. Chuẩn bị level 9 luôn kìa. Ấy là hay làm quả ngầu luôn nhở. Bởi vì nếu mà làm quả ngầu là mình đang muốn nói vấn đề là chính là mình sẽ làm một pha gọi là up lên level 10 ở round 3 chấm ấy. Này, được luôn ấy. 3.5 mà mình chuẩn bị lên level 9 rồi nha. 3.5 mà lên level 9 rồi thì khả năng mà lên level 10 luôn cũng được chứ, luôn chứ sao nữa. Bởi vì ngân sách cân bằng vẫn còn dính mà. Ngân sách cân bằng còn dính đến tầm round là chính là đánh 3.7 cơ. Nên thử phát không nhở? Thử Innova phát không nhở? Rồi. Thôi để tự lên ha. Đấu sĩ nhỏ rồi, ok thua tiếp thôi sao nữa. Cái lõi nhỏ nhắn này mạnh vãi đạn luôn ý. Thường thường lớn đánh nhỏ đúng không?
Đây lại nhỏ đánh lớn ạ. À. Sợ thật. Nhìn cái nhỏ nhỏ này là mình lại nhớ đến đội hình Dốc Đồ. Ngày xưa anh em nào đã từng chơi ở những mùa trước thì sẽ nhớ đến đội hình Dốc Đồ đúng không? Dốc Đồ. Dốc Đồ có một cái thú vị. Đó chính là đội hình nó sẽ mini mà tiny, nó nhỏ nhỏ đi. Và mình vẫn nhớ một cái trận đấu về Dốc Đồ, đó chính là Temu, mà Temu 3 sao nha. Đợt đó mà chơi lên Temu 3 sao là siêu khó, bởi vì Temu ấy là mua bằng máu, mọi người ạ, 7 máu một con Temu. Và nên để mà lên được Temu 3 sao thì chúng ta cần phải sao? Cần phải đó chính là auto win. Gọi là auto win lên level 9 luôn nha, thì với đủ lượng máu để làm điều đó được. Và còn có thể thêm cái đó công nghệ, đó chính là khổ lồ hóa nữa cơ. Đấy, rất khó. Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ngày xưa chơi cái lên con Temu 3 sao đấy. Hôm đó là mình livestream tận bao nhiêu? 19 tiếng rồi ạ. Mình livestream 19 tiếng để kiếm Temu 3 sao luôn. Và cuối cùng cũng làm được, hên ghê luôn á. Mùa đấy công nhận là mùa mình khá rất là tâm huyết với cái kiểu bộ môn này. Với còn có nhiều thời gian nữa mọi người. Quan trọng là có thời gian nữa, không có thời gian thì chịu rồi. Ahri lại cầm thêm một cái trang bị của On nữa rồi. Cho tôi thua đi bạn ơi. Cho đẹp luôn nào. 5 trận thua rồi, làm thêm phát nữa luôn. 6 trận đi. Bởi vì mình cũng đang muốn bung cái mốc dưới 50 máu ra vàng ấy mọi người. Lên level 10 luôn. Rồi ok, vậy là Ahri sống dai nhỉ, cái Link cầm cùng đao. Rồi ok, mình thua tiếp. Ui trời ơi, tiếc thực sự. Lò này bất định, bộ đôi bùng nổ được 20 vàng luôn à. Bộ đôi bùng nổ được 20 vàng và một vị tướng 5 vàng. Còn lò này bất định thì mình sẽ có đủ on. Rồi. Round sau lên level phát level 10 nào. Mình sẽ run để kiếm bắt tướng 5 vàng luôn. Chơi trong chế độ này thì ông nào mà lên level 10 sớm nhất thì sẽ là người thành công. Còn nếu mà lên muộn quá thì sẽ khó bắt được, bởi vì với cái bản đồ này thì anh em lên 5 vàng 3 sao được nhiều lắm, không phải là ít nữa mà quá nhiều luôn. Nên ai là người lên level 10 sớm này, bắt tướng 5 vàng sớm nhiều nhất ấy, thì sẽ có cơ hội ăn top ở trong cái game, cái chế độ chơi này nha. Thì đây. Ái xà, đồ luyện phí trong round này. AC UD 2 sao luôn rồi. Kira Wukong này. Cái Firon ra con AC nhìn ảo nhờ. Rồi, mình đang sở hữu tương đối nhiều tướng 5 vàng này nha. Rakan này, Kira này, Kira tiếp này, Seth này. Trời làm xóa đi cánh chim khuyên. Kira 2 ngũ công rồi.
Có luôn Ire này. Giờ mà được thêm một cái quả nữa nha mọi người. Giờ thêm một cái quả combo này. Đó chính là làm một vị tướng 5 vàng 3 sao ra 4 chấm nha. Silas. Thôi mình sẽ lấy nước mắt của Ron vậy ha. Rồi, Rakan 2. Chó gas. Đây, mình đang còn dư một cái bố Ren để dành đi. Theo những gì mình cập nhật thì vào ngày 22 tháng 7 mọi người nhé, 22 tháng 7 là sẽ ra đấu trường chân lý mùa 12 mọi người ơi, 22 tháng 7 nhá, theo lịch trình dự kiến cập nhật là 22 tháng 7 sẽ ra đấu trường chân lý mùa 12 đó. Đó, anh em hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, sách vở, bút viết để chiến đấu nào. Một mùa giải mới. Còn tầm 12 tháng 6 sẽ là một cái sự kiện sinh nhật đấu trường chân lý 5 tuổi mọi người ạ, 5 tuổi nha. Đấy, đấy chính là cái lịch trình cập nhật sắp tới của bộ môn đấu trường chân lý này. Nhanh thật, mới cái này nào đó thôi mà bây giờ đã gọi là 5 tuổi của đấu trường chân lý rồi. Rất nhanh, thời gian trôi nhanh quá. Nói chung là sắp tới sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn đây. Nhất là cái phần thưởng của nhá. Sinh nhật lần này là lần thứ 5 mình đọc cập nhật sáng nay. Nó ghi là sẽ có rất là nhiều phần hấp dẫn khi chúng ta đăng nhập đủ 12 ngày. Đó, đăng nhập đủ 12 ngày được một cái phần thưởng rất ngon lắm. Mình đang check xem những đối thủ khác họ đang cầm những cái vị tướng nào. Để mình có thể cân đối á. Này, Ngu Công một con lên 3 sao mọi người này. Ngu Công một con lên 3 sao nha. Ngu Công 3 sao thì là chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì còn 2 round nữa thì cũng sẽ tự ra Ngu Công 3 này. Ngon luôn. Mình rất thích những trận đấu kiểu này như này. Bởi vì khi mà mình lên được một vị tướng 5 vàng 3 sao thì sớm ý, thì nó sẽ tự tin hơn ha. Rồi 2 round nữa. Rất tiếc lúc nãy mình muốn xả vàng để tìm kiếm luôn một Ngu Công 3 sao ở cái vòng round đó chính là 4 chấm ý. Lại không ra được chứ mà. Thật sự luôn, nếu như mà 4 chấm lên level 10 để còn thêm một con Ngu Công 3 sao nữa thì nó mới gọi là chất lượng anh em ạ. Chất lượng real luôn đấy. Rồi, thua đi. Cho ý xí vàng nào. Hay quá. Để xem cái trang bị ánh sáng của mình được sẽ là gì nha. 47 máu. Rồi, Hawaii 2 này, Azi này. Ngu Công một con nữa lên 3 sao.
Aji tiếp luôn nè. Aji mình đang có tổng cộng là 3 con, 3 con Aji, 4 con Lissandra, 4 Udi, 5 Ira. Rồi. Ai, ai lại content em kia kìa, ông này kiểu vẽ sách chọn ấn kìa, hơi bị đỉnh đấy, không đơn giản đâu, bởi vì sách chọn ấn chúng ta sẽ sau 7 round nha, sau 7 round thì nó sẽ rơi ra sách chọn ấn mọi người nhé, sau 7 round thì cũng sẽ rơi ra sách chọn ấn, điều đó là một cái điều tuyệt vời. Vũ công 3 sao, đang cầm 2 trang bị của On. Giờ mà ra quả gương lường gạt thì tuyệt vời ha. Chỉ gương lường gạt thôi, còn ví dụ như ra cái áo choàng mờ ám mà nhân bản là 3 tướng ấy thì không thể được, bởi vì sao? Trừ khi là có một vị tướng 5 vàng 3 sao khác solo vũ công thì may ra nó có thể làm cho vũ công kích hoạt được như vậy thôi. Còn như bây giờ này em đang đố rất đẹp. Để xem vũ công rõ như nào nha. Đây, Kai Lè, hello Kai Lè. À, ông này cầm một vũ công à? Thằng nào tớ rót không ra. Đâu rồi, cho tớ xin tí tiết. Trời ơi, đau chưa? Đau, không thở nổi luôn. Irei, Azi, Irei của mình còn 3 nữa sẽ lên 3 sao. Với cả là với cái chế độ chơi này thì tầm cứ bây giờ bắt đầu như kiểu là 5.6 này, 6.6 ấy, 5.5, 6.5 ấy, là mình sẽ được thêm những cái bọc quà nữa. Đôi khi là Neko và đôi khi là sách chọn ấn, cũng random thôi. Vũ công 3 sao ơi. Ấy à, cầm gần ông Luden nữa nè. Vũ công. Ui, trời ơi, vợ ông nó nổ lên kìa mọi người ạ. Vợ ông nổ một phát thôi cũng đủ clear luôn rồi. Rồi, tạm biệt bạn nhé. Chào các bạn nhé, mình là Bệu đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng Bệu bơi sông Hồng nhá. Thật luôn đấy, từ khi mà có nền tảng TikTok nha, là mình cảm thấy như kiểu là để lên được idol trên mảnh đất hình chữ S, ý là để lên được làm idol nha, nó sẽ tương đối, công thức nó cũng sẽ tương đối kiểu là có thể xảy ra luôn á. TikTok mọi người, TikTok là một cái nơi mà theo như những gì mình được chứng kiến và thấy thì bao nhiêu người đổi đời luôn á, nhờ TikTok. Quá nhiều người đổi đời nhờ TikTok mọi người. Nhiều lắm. Từ những người mà chẳng ai biết đến họ là ai, xong bây giờ thành idol TikTok và họ kiếm cực kỳ nhiều tiền luôn. Aji ra một lúc tấn 4 con. Điều này thì không có gì ngạc nhiên cả, bởi vì sao? Bởi vì tướng 5 vàng đang bị bắt nhiều á. Nên là cái điều mà nhấp một phát ra nhiều tướng như này thì cũng là bình thường thôi. Mỗi tội là mình bắn Aji rồi. Đây.
Nãy giờ mình là người chơi mà kiểu là tiêu diệt đối thủ nhiều nhất luôn đấy nha. Nãy giờ để ý là được đấm ba ông đi rồi đấy. Đấm ba ông đi rồi. Ông này nhiều máu phết nhờ. Mình đang cần những đối thủ mà cầm tướng 5 vàng nhiều ấy. Ra đi càng sớm càng tốt. Trận đấu bây giờ chỉ còn 4 người chơi nữa thôi. 4 người chơi nữa và Lissandra ra của mình thì còn 2 con nữa lên 3 sao này. Away thì hơi khó. Irai thì 3 con, Udi thì còn 3 con nữa luôn. Rakan còn 3 con nữa mọi người ạ. Ngân mở thạch giờ thì trang bị gì đối với mình cũng không quan trọng. Chủ yếu bây giờ là ra Nico thôi. Rồi. Lên luôn không nhỉ? Lên luôn đúng không? Bởi vì Lissandra 3 sao thì nó sẽ có một cái khả năng ném đối thủ vào ấm trà xong rồi cho những cái vật phẩm trang bị khác nhau ấy. Nó là điều tuyệt vời mà. Lissandra ơi. Bay ra phía sau đối thủ và ui rồi ơi, Vũ công skill ác liệt quá. Rồi, hiện tại mình đang có sở hữu được hai tướng 5 vàng 3 sao rồi mọi người nhá. Hai tướng 5 vàng 3 sao rồi. Một round nữa ra Udi, Rakan. Ôi à, Azir 3 sao mọi người kia. Ui nhưng mà tiếc quá mọi người ạ. Ông này cầm Azir 3 sao nhưng mà chưa kịp gì làm gì cả thì đã bay màu rồi. Lissandra thực sự là đáng sợ. Bay vòng ra phía sau đối thủ và cho đối thủ vào ấm trà. Rồi sau đó clear đối thủ luôn. Azir này. Rồi rồi rồi, Wukong công gương lửa gạt. Mình đang có ít hai Wukong công 3 sao rồi nha. Mình nay đi ăn tiệc đám cưới nhiều quá mọi người nhậu nhiều á. Xong bây giờ kiểu mất giọng luôn. Giọng ngày xưa là như chim hót, bây giờ giọng nghe như vịt đực vậy. Trời ơi, Wukong công nó gõ kìa, nhìn đã ghê á. Mình vẫn nhớ lúc mà game nó vừa mới ra mọi người. Xong mình qua sờ BBE và tìm kiếm luôn được ngay quả combo X2 Wukong công 3 sao. Đúng chất lượng luôn. Azir 3 quay. Để mà nói trong list tướng 5 vàng 3 sao thì con tướng vàng 5 vàng 3 sao mà nó bá đạo nhất đó sẽ là Lissandra mọi người nhá. Rồi, Neko và Rakan 3 sao luôn này. Trận đấu bây giờ chỉ còn hai người chơi nữa thôi, chắc là mình cũng sẽ ui ông kia lên UD2 luôn này à. Mình thì bây giờ này để xem nào. Đây, mình sẽ tách đồ một xíu. Đấy. Nó đẹp đúng không? Irelia này. Kha'Zix này.
đâu rồi nhỉ? Udi đâu? Chưa ra Udi à? Thôi để đây nào. Mình 47 máu còn hai đối thủ kia là hơi ít. Rồi. Neko đâu nhỉ? Neko đâu nhỉ? À đây rồi, Neko đây mọi người ơi, mình sẽ lên Udi 3 sao luôn nha. Và đây là một trận đấu có 4 tướng 5 vàng 3 sao trong một game với round 4 chấm lên level 10. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. Đối thủ này cũng đi luôn rồi. Mình sẽ cố gắng nữa những clip lần sau. Cho mình một like, subscribe và chuông thông báo. Tạm biệt mọi người nhé.